đồng ý kiểm tra Brazil và visa đại diện Việt Nam. Judge Lexi, the priest sister and delegation. Hôm nay giáo sư chúng con thật hân hoan vui mừng vì được đón tiếp chúng cha và quý cha. We are very happy to have you here with us on this mass. Chúng cha và quý cha đã mang Chúa đến cho chúng con. You bring God to our community today. Đặc biệt chúng cha và quý cha cho chúng con được niềm vui phục sinh của Đức Kitô. And you make our joy of risen Jesus more. Chúng con ước mong rằng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ phát cho chúng con một niềm tin yêu với Chúa và yêu anh chị em hơn. We hope that your presence here and our meeting make our faith stronger and make our love Phật. Xin Đức Cha và Quý Cha cầu nguyện cho giáo xứ chính tòa chúng con được hiện nhất yêu thương nhau trong Chúa. Please pray for us so that we can live our faith, love each other, and we union, we unify in God's love. Chúng con kính chúc Đức Cha và Quý Cha có nhiều sức khỏe để phục vụ Chúa và xã hội. We wish you, bishop, priest, and every guest help so that you can serve God and the church more effectively. Kính chúc Đức Cha và Quý Cha trở thành những người mục tử đẹp lòng Chúa nhất. We wish you become the minister, minister that God's love. Cộng đoàn giáo xứ chúng con gói trọn tâm tình trong lãng hoa tươi kính dâng lên Đức Cha và Quý Cha. We would like to express our love by the bouquet that we offer to Bishop in Reverend. This is the third warm welcome we have received. Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay chúng tôi đã được đón tiếp rất nồng nhiệt từ quý ông bà anh chị em. And your welcoming us is warmer than your weather. Và sự đón tiếp của quý ông bà anh chị em còn nồng nhiệt hơn là cái nóng của thời tiết ngày hôm nay. And we thank you for that. And và chúng tôi rất là biết ơn đối với sự đón tiếp nồng nhiệt đó của anh chị em. My companions here, the priests, are directors in the catechetical ministry in their own diocese. Những người đồng hành, những vị đồng hành với tôi hôm nay ở đây là các trưởng ban của ủy ban mục vụ giáo lý tại các địa phận riêng của các ngài. We have also with us our staff, the religious sisters of the Dominican and lay staff. Cùng với phái đoàn còn có quý sơ giáo đa minh và các anh chị em cộng tác viên trong ủy ban giáo lý. Xin mời quý sơ, please stand up, sister.
in order to learn, usually every in the city of Baguio on the mountain, where it is cooler than in Manila. Hàng năm chúng tôi họp nhau lại vào một ngày của tháng tư ở một thành phố, ngày nói tên một tiếng Philippines còn nghe rõ, một thành phố ở trên các cái miền núi, nơi mà thời tiết có vẻ mát mẻ hơn. Philippines. Xin mời cô gái của mình. Sorry. We gathered together once a year in order to learn from each other and to learn about the direction the Philippine Church is going. And this is the other Episcopal Commission on Catechesis and Religious Education. This is the first time we went out of our country to gather during the summer, and we chose to be in Vietnam. Và đây là lần đầu tiên tôi đi họp hội bên ngoài đất nước của tôi, và đất nước được chọn lần này đó là đất nước Việt Nam của anh chị em. And we are very happy to choose your country because so far we have seen the vibrant faith of the Vietnamese people. Và chúng tôi rất vui mừng vì đã chọn đất nước Việt Nam, bởi cho đến ngày hôm nay chúng tôi đã được chứng kiến cái đời sống đức tin vô cùng sống động của quý ông bà anh chị em. We have learned a lot of things from you. Therefore, that we are very grateful. Và chúng tôi đã học được nhiều điều từ quý ông bà anh chị em, và chúng tôi rất biết ơn về điều đó. So please also pray for us, the Filipino people, as we will pray for you, the Vietnamese people. Và xin cầu nguyện cho chúng tôi, những người dân của đất nước Philippines, và chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, cộng đồng dân chúng của đất nước Việt Nam. Perhaps someday some of you will go to the Philippines and you will meet some of the priests there. Và chúng tôi hy vọng là một ngày nào đó một số trong anh chị em sẽ đến Philippines. Vietnam is not that far from the Philippines, only 2 hours by plane. Việt Nam thì không có Philippines tới Việt Nam. So thank you very, very much. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em. Thank you.
con trân trọng.